Chào mừng quý vị đang xem kênh bán hàng ô tô Femca Hải Dương, có địa chỉ tại số nhà 100.5 đường Trường Chinh, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Số điện thoại kết nối Zalo, Facebook 0978 607 555, 0941 337 888. Salon ô tô Femca Hải Dương là một trung tâm mua bán trao đổi ô tô đã qua sử dụng uy tín tại miền Bắc. Và anh chị nào có nhu cầu muốn mua xe thì cứ alo cho em, hoặc có nhu cầu muốn bán không có nhu cầu sử dụng nữa thì cũng vẫn cứ alo cho em, hoặc có nhu cầu trao đổi xe thì cứ liên hệ trực tiếp theo hai số trên. Xin được giới thiệu với toàn thể quý vị, đây là một chiếc Hyundai Sonata. Chiếc xe này sản xuất 2010, động cơ 2.0 số tự động. Xe trang bị rất nhiều option và đang có giá chào bán tại Salon ô tô Femca Hải Dương là 495 triệu. Xe ngoại thất màu trắng. Hyundai Sonata là một trong những chiếc xe thuộc phân khúc hạng D, cùng phân khúc với Toyota Camry, rồi Honda Accord, Mazda 6. Xe trang bị màn hình cam lùi, điều hòa tự động, cửa sổ trời, không thiếu gì, đi rất đầm chắc. Tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm 10 lít xăng trên 100 km. Xe này đã được 9 năm sử dụng rồi, nhưng tổng thành chiếc xe còn khá là đều. 5 chỗ ngồi, ghế da màu ghi xám. Xe cam kết chuẩn máy thì không bị thủy kích ngập nước gì, thân vỏ hoàn toàn không có biến dạng, tai nạn gì đâu. La răng đa chấu 18 inch. Và chiếc xe này đã được thay lốp Michelin của Thái rồi, nên là đi khá là êm. Lít bù đôi. Bản này là bản thường. Tuy nhiên thì chủ xe đã dán chữ Y20 vào thôi, chứ bản này là bản thường. Toàn bộ keo chỉ 4 cánh, rồi nắp cabo, cốp đít chưa mất phần nào. Chiếc xe thì được trang bị 3 màn hình DVD, một màn hình ở hàng ghế trước và hai màn hình ở hàng ghế sau, để cho hành khách ở phía sau có thể ngồi xem phim. Khá là rộng rãi, không gian bên trong xe khá là rộng rãi. Xe đăng kiểm song hành cùng với lại bảo trì đường bộ đến tháng 6 2020. Rồi. Em nhắc lại một lần nữa thông tin về chiếc xe này để cho quý anh chị cùng toàn thể quý vị biết. Đây là chiếc Hyundai Sonata sản xuất 2010 và đang có giá chào bán tại Salon ô tô Femca Hải Dương là 495 triệu, xe không lỗ nhỏ luôn. Và anh chị nào đang có nhu cầu muốn mua chiếc xe này thì cứ liên hệ ngay cho em theo số hotline 0978 607 555, 0941 337 888.